này thì đó, tại vì là nó mang một cái chất mà Hồng Kông với lại cũng cái hơi hướng Chợ Lớn hồi xưa. Hồi xưa á, là tôi với lại ông tôi á, thường là đến những cái quán mà cũng là quán, những cái quán nhỏ, hủ tiếu nhỏ vậy. Thì còn thường thì ông tôi cũng thường là hay uống cà phê, mà cà phê mà kiểu lề đường á. Gọi món trà sữa Uyên Ương với lại bánh mì cà dé. Thì tại vì hai cái món này là có một cái kiểu là mang cái phong vị Hồng Kông thời xưa vậy, cho nên là đó là lý do tại sao mà tôi chọn cái món đó vậy. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi đến quán này, thì hôm nay tôi đã gọi món chanh mật ong và bánh mì cà dé. Thì về cái món bánh mì cà dé, tôi muốn nhận xét là nó rất là đúng đặc trưng cái mùi cà dé của người Hoa. Nó không có gắt quá nhưng mà nó rất là béo. Còn món chanh mật ong thì nó rất là nhiều khẩu vị, mình nó không có bị gắt mùi chanh mật ong nhưng mà nó cũng không có chua quá. Thật ra thì bây giờ xu hướng của giới trẻ cũng thường thích mấy cái retro mà kiểu nó mang tính cổ điển, nên là mình cảm thấy cái cách mà quán mở cái nhạc xưa như vậy nó đánh trúng cái tâm lý của giới trẻ. Mình thấy cảm thấy rất là hay. Mang đậm tính Chợ Lớn để mình dân Sài Gòn. Thì khung cảnh thì riêng tạc chị. Thì nói chung là nhìn nó cổ điển, là em thích cái phong cách như vậy. Tôi tới đây thì thường uống cà phê không được, tại vì cà phê có mùi thơm. Còn đồ ăn sáng thì combo với bánh mì nướng với lại trứng luộc vừa tới mà. Nó không có tanh nhưng mà nó thơm. Nói với nhiều người thì người ta hay ăn mấy món bình dân khác, nhưng mà đối với tôi thì tôi muốn bữa ăn thanh đạm, nên là mới chọn món này. Nó có thể là chỉ có combo với lại combo của nó hay bánh mì nướng hay trứng thôi, nhưng mà đủ để tôi thưởng thức bữa sáng. Cái bánh mì nướng ở đây nó rất là đặc biệt, nó nướng mà nó không khô lắm, nó được chét thêm một cái lớp nhân nữa, khi mà mình ăn vô nó giòn thiệt nhưng mà ngon. Còn về trứng thì nó luộc vừa tới, nó lỏng lỏng như đồng đào đó, nhưng mà nó không nghe mùi tanh. Mình có thể ăn cho miếng kèm với nước tương. Nơi đây không gian thoải mái, yên tĩnh nên là rất hợp cho một buổi sáng. Và tôi thường tới vào buổi sáng, sau đó ăn sáng, sau đó thì đi làm luôn.